Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2021. Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin COVID-19 biến chủng Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất là 53 vùng lãnh thổ. Biến chủng B1617 của virus Corona được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 53 lãnh thổ. Đây là con số chính thức được nêu trong báo cáo ngày 26 tháng 5 của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, theo báo cáo hàng tuần mà cơ quan y tế liên hiệp quốc nhận được thì cần phải bổ sung thêm 7 lãnh thổ khác. Vẫn theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, biến chủng B1617 còn được gọi là biến chủng Ấn Độ có khả năng lây nhiễm rất nhanh, còn mức độ nguy hiểm thì vẫn đang được nghiên cứu. Biến chủng Ấn Độ đang đe dọa mọi nỗ lực chống dịch của Singapore. Quốc gia có hơn 90% dân cư được trang bị thiết bị truy vết và có khoảng 1 phần 3 dân số được tiêm chủng. Thông tin viên trong khu vực Gabriel Marisho, tường trình từ Kuala Lumpur. Singapore là quốc gia an toàn nhất thế giới vào thời điểm đại dịch này, theo xếp hạng của Bloomberg. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế nước này vẫn không thể yên tâm Ông phát biểu, chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ người dân ở nhà nhiều nhất có thể không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết và ở chỉ được phép tập trung hai người ở ngoài đường. Đối với giáo sư Teo, chủ nhiệm khoa y tế công cộng của Đại học Quốc gia Singapore, không cần phải hoài nghi về lý do của những lo lắng, ông cho biết. Chúng tôi giải trình tự bộ gen của tất cả những ca nhiễm mới và dĩ nhiên cuộc khủng hoảng hiện nay là do biến thể B1617 biến thể này trước tiên xuất hiện ở ấn độ đã đến sân bay singapore vượt qua được mọi rào cản bảo vệ do chính quyền lập nên vẫn theo giáo sư teo trong hơn một năm nhờ những quy định ở sân bay chúng tôi thấy có rất ít ca nhiễm điều này chứng minh cho cách hành động của singapore đã đi đúng hướng nhưng vấn đề lại xuất hiện với những biến chủng virus ví dụ như b1616 lây nhiễm rất nhanh và đây chính là thời điểm mà những chiến lược phòng thủ của chúng tôi đã phải chịu thua Sân bay Changi hiện là ổ dịch lớn nhất Singapore và khoảng 43% số người bị nhiễm đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine. Theo giáo sư Teo, cần phải nhắc lại rằng những người được tiêm chủng vẫn có thể bị nhiễm virus dù họ thường không có triệu chứng. Thưa quý vị, theo thông tin của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam có ca tử vong vì COVID-19 thứ 45. Bộ Y tế Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 5 thông báo ca tử vong thứ 45 vì COVID-19 được ghi nhận tính từ đầu mùa dịch cho đến nay. Người chết là nữ bệnh nhân COVID-19, được đánh số 3.760. 67 tuổi, ngủ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Người này có tiền sử tăng huyết áp, suy giáp sau xạ trị bướu giáp từ năm 2007 đang điều trị theo đơn. Đái tháo đường đang dùng insulin tim, thể trạng béo phì. Bệnh nhân nhập viện hôm 11 tháng 5 và một ngày sau có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân qua đời vào đêm 25 tháng 5. Vào tối ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế cập nhật số liệu về dịch COVID-19. Theo đó, tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.027 trường hợp. Bắc Giang là tỉnh có số ca cao nhất là 1.520, Bắc Ninh với con số là 624 trường hợp Số ca mắc trong cộng đồng từ đầu mùa dịch đến nay là 4.597. Vào sáng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Hà Nội và Phó Thủ tướng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 của Việt Nam có cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh hiện đang dẫn đầu số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ở phía Bắc. Tin từ truyền thông nhà nước cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp đưa ra nhận định rằng tình hình dịch COVID-19 tại hai địa phương này vẫn còn phức tạp nên phải triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có xét nghiệm thần tốc và ưu tiên tiêm vaccine. Ông Chính nêu rõ sẽ phân bổ cho hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 150.000 liều vaccine ngừa COVID-19 và sẽ giúp hai địa phương này hoàn thành tiêm chủng trong vòng từ 1 đến 2 tuần lễ. Vào tối ngày 26 tháng 5, lô vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 với số lượng là 288.000 liều đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, tính đến nay có 4 lô vaccine AstraZeneca với tổng số là 2,9 triệu liều đã được chuyển về Việt Nam. Thống kê cho thấy từ khi chính thức triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 từ ngày 8 tháng 3 đến chiều ngày 25 tháng 5, có 1.034.072 liều đã được tiêm cho các đối tượng ưu tiên gồm cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 28.503 người. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. COVID tăng kỷ lục, Việt Nam nới rộng các biện pháp phong tỏa. Việt Nam ngày 25 tháng 5 nới rộng các biện pháp phong tỏa tại khu công nghiệp phía Bắc để chống lại đợt COVID-19 tái phát lớn nhất từ trước tới nay, trong lúc nhà chức trách báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục, gấp đôi mức cao trước đây. Bộ Y tế vào chiều ngày 25 tháng 5 loan báo có thêm 447 ca nhiễm COVID-19, số tăng lớn nhất so với 190 ca hôm 16 tháng 5 do các chùm lây nhiễm tại các khu nhà máy ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Biến thể COVID-19 phát hiện vào lúc này lây lan rất nhanh và rộng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tuyên bố, nhưng không nói rõ là biến thể nào. Việt Nam đã báo cáo sự hiện diện của biến thể lây nhiễm cao được xác nhận đầu tiên tại Ấn Độ, dịch bệnh bùng phát đã lây sang hơn 30 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam, kể cả thủ đô Hà Nội, nơi đã đóng cửa các tiệm ăn và cấm tụ tập tại những nơi công cộng. Bắc Ninh, nơi có nhà máy sản xuất của Samsung Electronics, bắt đầu ban hành lệnh giới nghiêm và những hạn chế đi lại khác từ hôm 25 tháng 5, truyền thông nhà nước loan tin. Trước đó có lệnh đóng cửa tạm thời 4 khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang kế cận. Dịch bệnh bùng phát có thể là một thách thức to lớn cho Việt Nam, vốn trước đây chế ngự thành công các ổ dịch nhỏ và tránh được mức thiệt hại kinh tế mà các nước láng giềng phải gánh chịu. Trong số 2.800 người nhiễm COVID từ cuối tháng 4 cho tới nay, có hàng trăm công nhân tại các nhà máy. Hiện cả nước có 5.773 ca nhiễm và 44 người chết vì COVID-19, tuy nhiên đến ngày 26 tháng 5 thì con số người chết đã là 45 người. Hầu hết các ca nhiễm hôm 25 tháng 5 xuất hiện tại các nhà máy ở Bắc Giang, nơi nhà cầm quyền cho biết đang tăng cường xét nghiệm và đóng cửa các nhà trọ của công nhân. Việt Nam chưa bắt đầu tiêm chủng sâu rộng, tới nay mới có khoảng 1 triệu liều vaccine được triển khai. Trở lại với bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Trung Quốc bác bỏ tin 3 nhà nghiên cứu nhiễm COVID từ năm 2019, tình báo Mỹ tiếp tục điều tra. Bắc Kinh hôm 24 tháng 5 đã bác bỏ thông tin ba nhà nghiên cứu của Viện Virus Học Vũ Hán đã phải nhập viện từ cuối năm 2019 trước khi đại dịch Covid lan ra trên toàn thế giới. Trong khi đó, cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục điều tra về xuất xứ của virus corona. Tờ báo Mỹ Wall Street Journal ngày 23 tháng 5 dựa trên một báo cáo của tình báo Mỹ khẳng định ba nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vũ Hán ngay từ tháng 11 năm 2019 đã có những triệu chứng vừa giống Covid vừa giống cúm mùa. Các nguồn thạo tin giấu tên nói với Reuters là vẫn chưa rõ ba chuyên gia này có phải nhập viện điều trị hay không. Được hỏi về tiết lộ này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 24 tháng 5 nói rằng tin trên là hoàn toàn sai lạc. Hãng thông tấn xã Pháp cho biết, trước báo chí, ông Triệu nhắc lại thông cáo hôm 23 tháng 3 của Viện Virus học Vũ ừ Hán khẳng định trước ngày 30 tháng 12 năm 2019 không có ai ở viện này bị lây nhiễm virus corona. Ngược lại, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hôm 24 tháng 5 nói đang xem xét thông tin về việc ba nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vũ Hán bị bệnh nặng vào cuối năm 2019, một tháng trước khi trường hợp Covid đầu tiên được thông báo. Thông tin này từ một báo cáo thời chính quyền Donald Trump hiện vẫn đang xếp loại mật và được chính quyền Joe Biden coi là hợp lệ. Các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định có những bằng chứng quan trọng cho thấy con virus độc hại có thể đã thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thư ký báo chí tòa bạch ốc James Psaki thì nói rằng chưa đủ thông tin để kết luận và cần có một cuộc điều tra độc lập. Bắc Kinh luôn kịch liệt chối bỏ giả thiết con virus gây ra đại dịch bị rõ rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới Hu đến Trung Quốc để điều tra nhưng bị giới hạn các hoạt động vào tháng 3 vẫn ưu tiên giả thiết virus corona lây lan thông qua một vật chủ, bác hẳn khả năng một tai nạn phòng thí nghiệm. Báo cáo này bị chính tổng giám đốc khu phản đối và mới đây một lá thư của 18 nhà khoa học nổi tiếng đăng trên tạp chí uy tín Science nêu bật giả thiết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đã gây chấn động trong giới khoa học. Tiếp tục bản tin của Đài phát thanh quốc tế Pháp, Đài Bắc phản đối Bắc Kinh ngăn chặn Đài Loan tham dự Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới. Đài Bắc hôm 24 tháng 5, một lần nữa lên tiếng tố cáo Bắc Kinh cản trở hòn đảo này tham dự cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Từ Đài Bắc, thông tin viên Adrian Simon giải thích, chẳng có gì thay đổi cả, đây là năm thứ năm liên tiếp Đài Loan không được tham dự Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới. Nỗi thất vọng là khá lớn cho quần đảo Dân Chủ, vốn dĩ đang phải chống chọi với dịch bệnh bùng phát từ nhiều tuần qua. Hôm 23 tháng 5, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Tiếp đã lên tiếng chỉ trích, Hu lẽ ra nên từ chối những can thiệp chính trị từ phía Trung Quốc. Đài Loan đã bị gạt ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới năm 2016 theo yêu cầu của Trung Quốc, Chính quyền Bắc Kinh muốn trừng phạt việc bà Thái Anh Văn, một người phản đối mạnh mẽ việc sát nhập với Hoa Lục đắc cử tổng thống. Nhưng kể từ đầu mùa dịch đến nay, nhiều tiếng nói ủng hộ Đài Loan tham gia khu mà bằng chứng là bản kiến nghị do 72 nghị sĩ Pháp ký tên hồi tháng 3 năm 2021. Họ nhắc lại rằng Đài Loan là một trong những nước đầu tiên trên thế giới báo động về mức độ nghiêm trọng dịch bệnh tại Trung Quốc đối với những người ủng hộ việc đài bắc tham gia cuộc họp đại hội đồng là điều hợp lý trong khi mà chương trình nghị sự của cuộc họp chính là dự báo những trận đại dịch thế giới tương lai thế nhưng những nỗ lực này đã vô ích giờ chỉ còn chờ xem liệu vấn đề tham gia của đài bắc có được những người ủng hộ đài loan nhắc đến trong suốt cuộc họp đại hội đồng này hay không về tình hình phòng chống COVID-19 tại Đài Loan, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung hôm 25 tháng 5 cho biết hàng triệu liều vaccine đang trên đường đến hòn đảo này. Trong khi đó, các biện pháp phòng chống virus lây lan được triển hạn đến giữa tháng 6. Theo ông Trần Thị Trung, cuối tháng 6 này Đài Loan sẽ có 2 triệu liều và đến cuối tháng 8 sẽ là 10 triệu liều, nhưng ông không nêu rõ chi tiết đó là những loại vaccine nào. Đài Loan đã đặt mua hơn 20 triệu liều vaccine AstraZeneca và Moderna, đồng thời cũng tự phát triển vaccine trong nước. Tỷ lệ người được tiêm chủng hiện rất thấp, 1%, và phe đối lập chỉ trích mạnh chính quyền đã để dịch bùng lên trở lại. Reuters lưu ý, Bộ trưởng Y tế Đài Loan không hề nhắc đến đề nghị của Trung Quốc cung cấp vaccine và hỗ trợ nhân lực khẩn cấp cho hòn đảo. Bản tin của đài Á Châu tự do: An ninh Hà Nội bắt hụt nhà báo độc lập Lê Dũng Vova. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội hôm 25 tháng 5 năm 2021 đã đến nhà ông Lê Văn Dũng, hay còn gọi là Lê Dũng Vô Va ở quận Hà Đông để thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên, thời điểm này ông Dũng không có mặt ở nhà. Theo người thân của ông Dũng, ông bị cáo buộc tội danh làm tàn trữ phát tán thông tin vật phẩm tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Lê Văn Dũng, trưa ngày 26 tháng 5 thuộc lại vụ việc với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau. Tầm khoảng 1 giờ 30 chiều, hơn 20 an ninh vào đọc lệnh khám nhà, lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với anh Lê Văn Dũng theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Mình không được xem phải đứng ở một khoảng cách xa, không được xem và cũng không được cầm. Lúc đấy anh Dũng không có ở nhà, hiện tại anh ấy vẫn tạm thời an toàn. Có lệnh khám nhà và có khám nhà nhưng không thu giữ cái gì liên quan đến anh Dũng, mà chỉ thu giữ một cái laptop và hai cái điện thoại mà tôi đang sử dụng. Có lập biên bản nhưng do tôi không ký nên họ không đưa lại bất cứ thứ gì. Ông Lê Văn Dũng là chủ kênh truyền thông Trấn Hưng TV, chuyên dùng tính năng phát trực tiếp của Facebook để loan tải những tin tức, đặc biệt là ông thường giúp đỡ những người dân oan cất lên tiếng nói trong các chương trình của mình. Trên tài khoản Facebook của mình vào tối ngày 25 tháng 5, ông Dũng cho hay từ tháng 1 đến bây giờ, ông liên tiếp bị gửi giấy triệu tập để gặp làm việc về đơn tố giác của Cục An ninh mạng với cơ quan điều tra Hà Nội. Cơ quan an ninh cho rằng ông đã làm ra các clip trên mạng có nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước và có dấu hiệu của tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 4 năm 2021, An ninh điều tra Hà Nội quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đến thời hạn giải quyết nhưng cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả, giám định các video clip có mặt ông Dũng từ Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Ông Lê Văn Dũng khẳng định 12 đoạn clip mà cơ quan điều tra dùng để tố giác ông thì có hết phân nữa là đã bị cắt ghép và chắp vá Tôi thấy những việc mình đã làm có ích cho mọi người và đất nước cần mọi người cùng làm để xã hội tốt lên Có thể hôm nay nhiều người chưa nhận ra nhưng tôi tin rồi sẽ có một ngày tất cả sẽ nhận ra Việc mình làm là đúng với lương tâm và trách nhiệm của một công dân Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế Dù biết rằng, để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia đình vợ con mình cũng phải chịu những thiệt thòi từ kỳ thị sự khác biệt về nhận thức nhưng không sao cả mọi chuyện rồi sẽ ổn chúng ta cần hướng tâm đến cộng đồng vì một ngày mai tốt đẹp hơn ông dũng khẳng định trên facebook cá nhân trong bài viết với tiêu đề ngăn chặn vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại bầu cử của mạng báo Công an Nhân dân đăng ngày 25 tháng 5 năm 2021, quy kết ông Lê Văn Dũng là điển hình của số chống đối trong nước nhằm gây nhiễu loạn phá hoại cuộc bầu cử ở Việt Nam.